tay Busu SN319 là dòng sản phẩm khóa vân tay chuyên dụng dành cho hệ cửa kính cường lực, được tích hợp phần mềm quản lý hiện đại trị giá 1 triệu USD. Hội tụ những tinh hoa được đúc kết từ hơn 1.000 nhà quản lý chuỗi khách sạn homestay với 10 năm kinh nghiệm. Sản phẩm là sự lựa chọn hoàn hảo để lắp đặt tại các văn phòng, công ty, cửa hàng hay tại gia đình. Khóa sở hữu phần mềm có hệ thống quản lý chặt chẽ, tiện ích nhất. Chưa có ứng dụng nào có thể đáp ứng được tại thời điểm hiện tại. Trên phần mềm, chủ nhân có thể gửi mã code mở cửa từ xa, thiết lập thời gian sử dụng mã. Hết thời gian đó, mã tự động hết hiệu lực. Quản lý và theo dõi nhân viên không cần đến tận nơi vẫn có thể quản lý và theo dõi được mọi hoạt động ra vào từ xa. Cho phép đăng ký và xóa tài khoản từ xa, thêm vân tay thẻ từ, mật khẩu trực tiếp trên app. Theo dõi lịch sử đóng mở cửa, xác định được danh tính người ra vào nhà với thời gian chi tiết đến từng giây. Busu SN319 có hai phiên bản bao gồm Bluetooth và Wi-Fi. Với khóa sử dụng kết nối Bluetooth, chủ nhân có thể mở cửa trên phần mềm mà không cần tới Internet, mở cửa nhanh chóng mà không phụ thuộc vào kết nối mạng. Phiên bản khóa Wi-Fi lại cho phép chủ nhân mở cửa, thiết lập mọi cài đặt từ xa tại bất kỳ nơi nào, không cần đến tận nơi. Khóa có thể lưu trữ 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật khẩu. Tích hợp công nghệ vân tay sinh trắc học mới nhất cho tốc độ mở khóa vân tay siêu nhanh, chỉ 0,1 giây. Khóa có kết cấu khung thép chắc chắn với bề mặt các nút điều khiển bằng cảm ứng, được phủ một lớp kính cường lực đẹp mắt, tăng giá trị thẩm mỹ cho sản phẩm. Khi mở cửa khóa có chế độ auto lock tự động được đóng sau 5 giây giúp đảm bảo an toàn. Ngoài ra, trên thân khóa cũng được trang bị một nút gọi cửa giúp khách hàng hay người ở ngoài có thể gọi người bên trong dễ dàng. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 090-600-1616 hoặc truy cập website boso.vn.